Hello mọi người, hôm nay bọn mình sẽ dẫn mọi người đi ăn nướng bơ nha. Không hiểu tại sao mà tụi mình cứ bị thèm nướng bơ hoài luôn á. Dù là món này hơi mập nhưng mà ăn ngon nên ăn thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu ha. Trời Đà Nẵng buổi tối mà lạnh lạnh mát mát thế này mà có ngay một chảo nướng bơ thì vừa ấm bụng ấm toàn thân luôn nha anh chị em bạn chị ơi. Quán nằm ở địa chỉ 17B Nguyễn Thiện Thuật nha. Mỗi phần lớn trung bình tầm 150-150 cành nha. Tụi mình đi 4 đứa gọi combo thực cẩm trung 130k gồm đầy đủ các loại topping như là ba chỉ heo, dìm heo, bò, bạch tuộc, ếch, lòng heo. Có hai loại nước sốt chấm kèm theo là muối ớt xanh và sa tế, ăn rất là ok la phết. Ngoài ra quán còn cho thêm cả đồ chua và rau ăn kèm, càng ăn là càng thấy cuốn luôn nha. Ngoài ra thì tụi mình còn gọi thêm cả lẩu gà lá giang 180k nữa là chốt hạ no căng bụng. Hôm nay video của bọn mình tới đây thôi, hôm nào có dịp bọn mình sẽ đi kế tiếp nha. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye!